Nếu không thể ốm lại, hãy làm những người xung quanh mập hơn. Hôm nay hãy cùng Pit phá đảo quận 3, cũng là tập đầu tiên trong series Một mình vi vu khắp Sài Gòn nhé. Mở đầu clip chúng mình sẽ đi ăn sáng với một hàng bột lọc siêu hấp dẫn, trông viên nào viên ấy ú na ú nần nằm ở chợ Bàn Cờ. Cụ thể hơn là ở số 212/45 Nguyễn Thiện Thuật, mà cô chỉ bán từ 6 giờ hơn tới 9-10 giờ thôi nên muốn ăn là phải ra sớm. Suất trên tay Pit giá 25.000, có chục cái bột lọc vỏ hơi dày xíu, ăn cẩn thận không nhé. Thêm lớp hành phi thơm bùi và mỡ hành ở bên trên. Cuối cùng là dưới nước mắm kẹo kẹo sệt sệt mặn mặn ngọt ngọt vào này. Mình ăn đi thấy cũng hợp, không bị mặn như là các bạn khác nói đâu. Địa điểm tiếp theo là hàng bột chiên trứng lòng đào của chú Thái, nằm ở số 161 Lý Chính Thắng. Lần mò ra sớm quá chú còn chưa mở hàng, chắc là tầm khoảng 2 giờ hơn thì chú bắt đầu mới chiên bột chiên nha mọi người. Khi bột đã vàng ruộm, chú đập trứng vào, có suất 2 trứng và có suất 1 trứng. Cuối cùng thêm thật nhiều hành lá và tóp mỡ. Nhìn thôi cũng biết đây là cơn ác mộng cho những người không ăn được hành. Chỉ cần hơi quá tay tí thôi là say goodbye với trứng lòng đào, thế mới đau. Được cái là hôm nay ăn bột chiên ở đây lại thấy ngon một cách lạ kỳ, hay là do đói nhỉ? Đây nhá, lớp vỏ thì giòn rụm, bên trong ăn mềm không quá ngấm dầu, xong chấm đẫm vô cái bát nước tương mặn ngọt đặc trưng, thêm tí tóp mỡ béo béo, tí hành lá dậy vị và tí đồ chua là bớt ngán hơn hẳn, chén liên cái hết đĩa luôn. Mà cái nước sâm dứa ở hàng bên cạnh thì chê nha, ngọt lắm. Rồi quận 3 có gì nữa nào? Quận 3 có bánh tráng dẻo tóp mỡ thịt bà, chưa biết là có ngon hay không, nhưng mà nhìn thấy cái âu to đùng to vại thế này là thấy uy tín rồi đó. Khổ nỗi là không có chỗ ngồi nên là tôi lại tiếp tục di chuyển ra mua ché trộn cô bé nằm ở số 311 Nguyễn Thượng Hiền. Không hiểu con người mắt cà lá té thế nào mà Nguyễn Thượng Hiền quận 3 không đặt đặt tít sang Phú Nhuận có chớ tôi không. Được rồi, nói đi nói lại cũng đã tìm được một cái chỗ để ấm thân ngồi ăn hai cái hộp này. Hộp bánh tráng, giá bao nhiêu tôi quên béng. Những gì mà còn đọng lại trong đầu tôi chỉ là: thứ nhất, tóp mỡ đỉnh thực sự, trong Nam nhà nào cũng chiên tóp mỡ đỉnh vậy hả? Nay ăn ở đâu cũng ngon nha. Thứ hai là cái bánh tráng này nó cay hết hồn lượm ơi. Cái hậu vị của nó cay muốn xỉu, cảm giác như là để ăn được hết cái hộp bánh tráng này thì phải đu hết vài lít nước vậy. Chuyển qua ăn ché trộn thì đây mới là lần thứ hai, thứ ba gì đấy mình ăn thử ché trộn và mình vẫn chưa quen lắm mọi người ạ. Nó có giò, có nem chua trộn với rau răm, dưa chuột, tỏi sống. Thôi khó quá bỏ qua, chúng mình đi ăn bánh bèo đi. Cũng ở quận 3 luôn, bánh bèo cô ba nằm ở số 123 Nguyễn Thông. Người ta bán từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối, từ thứ 2 tới thứ 6, tức nghĩa là nghỉ thứ 7 chủ nhật. Mà mình thấy thì ở đây đều có rất nhiều hàng quán nghỉ vào ngày chủ nhật, không biết là do vì sao mọi người nhỉ? Có lý do gì không? Ê mà cái khay này trông gần giống cái khay bánh đúc tàu ở Hải Phòng quê Pit ghê ấy. Tìm hiểu ra mới biết nó là bánh ít trần. Lần đầu ăn muốn thử tất nên mình gọi một suất thập cẩm mỗi thứ một tí. Sau đó cô cho tép rang khô này, bánh mì vụn mà ban đầu mình cứ tưởng nó là tóp mỡ. Nếu không nhầm thì đây là bánh bèo, nhưng mà bánh bèo lại có một tí đậu xanh ở bên trên, ăn nó hơi dai dai mềm mềm. Kiểu trong dai có mềm, trong mềm có dai, ăn lạ lạ bùi bùi ngon phết. Bánh bột lọc thì tất nhiên cái độ dai của nó nhiều hơn rồi. Nước mắm chấm thì có cái mùi ớt tươi sộc lên rất là cay. Còn em này thì nhân bên trong có đậu xanh nhuyễn, xong rồi có mùi tiêu gần giống như là cái nhân bánh xôi khúc ở ngoài miền Bắc mình ấy. Bánh ít chăn là loại có kết cấu mềm nhất ở trong đây, khi ăn thấy rõ mùi và vị của nước cốt dừa. Trộm vía là ngoại trừ bánh bột lọc ăn hơi nghẹn tí thì món nào mình cũng ưng. Giờ no quá rồi về thôi. Còn các bác muốn quận nào xuất hiện tiếp theo trong series này thì hãy gợi ý cho mình biết với nhá.